Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của em Khoa nha các bạn. Thì tiếp tục ngày hôm nay em lại cập nhật cho các bạn là 5 mẫu xe ngày hôm nay nha. Xe hôm nay đều là khung nhôm hết nha, đều là 3 dĩa 7 liếp hết nha các bạn. Cấu hình thì nói chung là dễ chơi dễ xài trong phân khúc. Các bạn nào mà có nhu cầu mà tập thể dục nhẹ nhàng á thì đây là một lựa chọn quá tuyệt vời luôn nha. Mà không muốn đầu tư tài chính nhiều á thì tầm giá nói chung là cũng từ 4 triệu mấy đến 5 triệu mấy thôi. Mà loanh quanh tầm đó chúng ta có con xe Nhật chạy rồi, và cũng là khung nhôm nữa, 3 dĩa nữa, đầy đủ dòng xe ngày hôm nay luôn nha bạn. Từ xe Rod tay ngang nè, cho tới dòng Hybrid nè, Touring thần luôn nè, chuyên đường phố nè, đều có đầy đủ cho các bạn luôn nha. Và bên cạnh đó thì em giới thiệu các bạn thêm, em có một cái fanpage. Đây là cái trang YouTube K3 xe đạp Nhật Bản HCM. Thì bạn Hăng sẽ trực cái trang bên đây nha các bạn. Số điện thoại là 033 256 5587. Thì bạn đó sẽ tư vấn cho bạn tất cả các mẫu nón nha các bạn. Vui lòng liên hệ số này giúp em nha. Liên hệ em thì em cũng không biết đường tư vấn cho bạn đâu, tại vì tất cả cái size nón vòng đầu thì bạn đều nắm rõ hết luôn đó. Thì sẽ tư vấn cho bạn là hợp lý nhất có thể, tại vì bạn có đo từng cái luôn mà. Em chỉ chuyên review xe để giới thiệu các bạn thôi nha. Phụ tùng thì các bạn khác phụ trách cho em rồi đó. Thì hôm nay em cập nhật 5 mã xe và sẽ có vài xe điều chỉnh giá nha bạn. Ở lộn, có một xe điều chỉnh giá để cho bạn dễ chơi dễ tiếp cận nha. Đó, đây là mã số 1. Mã số 1 này là thương hiệu Double Danger. Thương hiệu là thương hiệu của Đức, xuất là xuất sang thị trường Nhật các bạn. Sử dụng là khung nhôm 3 dĩa 7 liếp nha các bạn. Đó, cái ghi đông nhôm, ghi đông của tăng nhôm mà các bạn thấy không, cái mối hàng 7 cá nhìn rất là nét luôn. Xe bãi thì là xe đã qua sử dụng ở thị trường Nhật rồi. Đó, về thị trường Việt Nam mình thì em đã được bảo dưỡng, đã được shop em bảo dưỡng cân chỉnh và kiểm tra đầy đủ hết rồi. Xe bán ra sẽ có chế độ hậu mãi cho bạn là bảo hành 12 tháng, bao chạy bao xài, chạy có trục trặc gì ghé shop em, bảo trì bảo dưỡng miễn phí hết luôn. Và đôi khi những cái lỗi giống như là lỗi của người dùng, giống như là chạy xe qua những cái vũng nước mà nó ngập hết nửa cái bánh xe, và sau đó sẽ có hiện tượng nước vô trục bánh trước, trục giữa và trục bánh sau, thì shop em vẫn hỗ trợ bảo hành luôn nha các bạn, vẫn hỗ trợ các bạn luôn nha. Thì đó là chế độ hậu mãi bên shop em. Xe này là khung hợp kim nhôm. Nước sơn là nước sơn zin. Chỗ nào có trầy thì em có chấm lại ngay đây nè. Bị chút bệnh ngay đây. Thì chúng ta có thể dán những cái sticker các bạn, hay là những cái decal dán vô đây là hợp lý các bạn ơi. Đây là đùi đĩa nhôm nè, đùi đĩa 3 tầng nè. Gạt dĩa là gạt dĩa của nhà Shimano nè. Cũ đời cũng vậy, là Shimano Tony luôn nè các bạn ơi. Đó, lò xo hoạt động rất là tốt luôn nha. Đó, clip là clip 7 tầng. Chạy con xe này thì rất là sướng các bạn. Thiên về tốc độ mà, tại vì xe road đi tay ngang mà. Hàm phanh ba mảnh nè các bạn thấy không? Sau này chúng ta có thể nâng cấp lên xe đua vẫn được luôn nha các bạn. Đây là con road tầm trung. Đó, mà đi tay ngang để cho các bạn lái chạy trong thành phố ok nha. Vỏ là vỏ zin Kenda 700x28 đây. Đó, vỏ Kenda, vỏ zin, nhưng mà vỏ zin là phải đẹp, chưa có hiện tượng nứt hay là bung ta lông gì hết nha. Đây là cái góc cạnh coi, niền thì còn cái chỉ niền luôn nha các bạn, rất là đẹp. Hàm phanh đây cứng cáp, tay bấm xả liền phanh Shimano, đồ chính hãng đàng hoàng, bao chạy bao xài. Thì bảo hành các bạn này nữa cho an tâm nè. Chạy mà trong 12 tháng thôi, kẹt số thì em bao bảo hành bạn 2-3 năm vô tư luôn á. Chạy mà có kẹt số mang tới em, tại vì tay chính hãng mà, em không ngại vấn đề bảo hành đó đâu, nên là bao chạy bao xài luôn á. Chạy có kẹt số thì em sẽ hỗ trợ luôn, bảo hành cho các bạn an tâm thôi, chứ thật ra không có chuyện đó đâu các bạn. Đồ xịn mà chứ đâu phải đồ tào lao đâu. Đây là sơn 7 lộn ơi lộn sinh ta lộn sơn này là xài 6-7-8 được nha các bạn. IBN sử dụng chung, lên 9 thì bắt đầu xài sơn khác và lên 10 xài sơn khác. Tại sao sử dụng sơn khác? Thì khi lên 9 á, thì chúng ta phải xài cái sợi dây sơn mỏng hơn, và lên 10 sẽ xài mỏng hơn tí xíu nữa, lệch chút xíu thôi. Nhưng mà đưa sợi dây sơn không đúng tiêu chuẩn, chạy sẽ có tiếng động lạ nha các bạn. Đó là lưu ý. Thì riêng cọng dây sơn này em bao các bạn chạy 12 tháng, một đổi một nếu mà có hiện tượng bị hư nha. Bao sợi dây sơn xịn luôn. Sơn zin em có rất là nhiều nhưng mà em hạn chế xài, tại vì lắp vô cái tiếng kêu nó không hay, chạy xe là phải im mượt mà các bạn ơi. Đây là mã số 1. Size đứng của nó là 44 ngang 55, thích hợp bạn nào cao từ 1m57-58 trở lên đi là vô rồi nha bạn. Mã này cũng vậy, nhưng mà tới 1m75 chạy xe này vẫn được luôn nha.
tại vì dáng của nó là dáng hybrid dual sport các bạn ơi. Hôm nay thì hơi nhiều xe thì em quay lướt cho bạn xem thôi nha. Bạn nào cần ảnh chi tiết thì có liên hệ em Khoa bên Zalo, em Khoa sẽ nhắn. Còn bạn nào cần gấp thì alo em. Em cũng là vừa bán hàng vừa là kỹ thuật các bạn ơi, nên là cái thời lượng mà cầm điện thoại á, nó cũng không có được nhiều mấy, nên đôi khi các bạn nhắn tin em trả lời hơi chậm trễ thì các bạn thông cảm giúp em nha. Đó. Mã này là hôm nay em thường là mã này từ 5,5 triệu các bạn. Thì hôm nay em đợi các bạn với một cái mức giá là 4,8 triệu và bao gồm cả phí ship luôn nha. Và tặng kèm thêm các bạn nè, đèn trước nè, đèn sau nè, ga đợi nước nè, chắn bùng vẫy nè. Đó. Bộ món chơi 4,8 triệu thôi, chúng ta sở hữu con xe của Đức xuất sang thị trường Nhật. Giá thì chưa có bao giờ tốt như lúc này đâu các bạn ơi. Tranh thủ mua mùa nhập học các bạn. Mọi thứ đều tăng giá nhưng mà em Khoa lại bán giảm giá cho các bạn nha. Đây là mã số 1. Mã số 2 là mã Chevaux. Chevaux là một thương hiệu của Pháp, xuất là xuất sang thị trường Nhật các bạn. Dáng này là dáng hybrid dòng xe dual sport nè. Các bạn có thể đi đa địa hình luôn nè, đi phượt vòng vòng tam đảo cũng ok nè. Hay là chúng ta đi đường đèo dốc hay là ổ gà nhẹ thì cũng gọi là tuyệt đối vô địch luôn nha bạn. Chạy tốc độ ở mức vừa phải nhưng mà chạy rất là đầm xe nha bạn. Phuộc là phuộc SR Sinto nè. Phuộc của xe bãi thì không có thể tránh được những hiện tượng giống này nè. Mà chả hiểu sao bên đây nó nổ nước xi nè. Bên đây nó sẽ hơi nổ tí xíu mà bên đây còn đẹp các bạn. Thì phần này em sẽ quẹt bạc lên xử lý cho bạn nhìn nó dễ coi nha. Nên là riêng cái phuộc này các bạn thấy hình thức vậy nhưng mà bao nhúng nha, nhúng rất là ngon luôn á. Không có phải suy nghĩ nhiều, phuộc SR Sinto đồ xịn mà các bạn. Đó, xe này thì khung là khung nhôm, là mối hàng 7 cá đẹp không các bạn. Thì những anh những chú nữa mà hay là tướng tá cao to bự con á, chạy mấy con xe này là hoàn hảo luôn nha. Dáng sườn bự cứng cáp, nhìn xe nó liền lạc chắc hơn. Đùi đĩa nhôm 3 tầng nữa các bạn, nhìn thấy nét không? Nhôm trắng nè, rất là đẹp. Gạt dĩa của nhà Shimano nè. Gạt dĩa của anh Chevaux làm rất là lạ kỳ hơn nhau các bạn. Thay vì làm nguyên một cái khối liền ra ngoài đây đi, nhưng mà anh làm cắt nữa nè. Nhìn là tưởng đâu bị gãy nhưng mà thật ra không phải nha bạn. Đây là kiểu của nó. Kiểu của nó sang rất là nhẹ nhàng và êm ái luôn. Đây là của đời Shimano Tuner đây. Tiếp 7 tầng này. Phanh là phanh nhôm Tetro nha bạn. Phanh nhôm Tetro nè. Rất là êm ái. À, đã được cân chỉnh và bảo dưỡng hết rồi. Nên là xe chạy rất là êm ái và mượt mà nha các bạn. Đây là mã số 2. Mã này em sẽ bán các bạn với mức giá là 5,200,000, bao gồm cả phí ship và tặng kèm đầy đủ các món ăn chơi như em giới thiệu nha các bạn. À, nên là các bạn cứ an tâm mà sử dụng nha. Đây là mặt bên của chiếc xe. Rất là rõ ràng, không có bị mớp méo gì hết. Có thì em sẽ báo cho bạn. Nhôm aluminium 6061 luôn nha các bạn. Xe thì hoạt động hoàn hảo, độ mới thì còn cao, về chạy luôn. Còn đây là mã số 3 nha các bạn. Mã cũng là Double Ranger, thương hiệu là thương hiệu của Đức. Con xe này nhìn nó lạ lạ đẹp đẹp các bạn, nhìn dáng nó quá là đẹp luôn á. Xe này thì các bạn nâng lên thắng đĩa cũng lộn, nâng lên thắng đĩa dầu đồ này kia thoải mái luôn nha, hay là nâng lên cuột cũng vậy nha. Nhìn con cuột thắng đĩa nhìn nét lắm á các bạn. Nhưng mà xe này, dòng xe touring tay ngang đường phố đi dáng như này thì rất là thích hợp nha các bạn. Nhìn đẹp, nhẹ nhàng, liên lạc. Đó. Bộ chuyển động là Shimano 3 dĩa 7 líp nha các bạn. Càng trước đây là càng hợp kim thép nha. Khung là khung nhôm, càng trước có dặm lại nha các bạn. Có dặm lại cho nó đẹp hơn nha các bạn. Mayer là mayer nhôm nè. Câm là câm zin theo xe nè. Niền là niền nhôm nè. Niền xé gió bản cao nè. Vỏ là vỏ chen xin 700x25 mới cứng luôn, khỏi suy nghĩ gì hết. Mình sườn đây các bạn. Đó. Em quay kỹ cho các bạn xem nha. Còn rất là đẹp luôn. Em chưa đánh bass lên nha các bạn. À, đùi đĩa là đùi đĩa nhôm 3 tầng nè. Gạt dĩa là gạt dĩa Shimano Tony nè. Cũ đây là của đời Shimano dạng bự nè. Cơ bắp cực kỳ luôn các bạn ơi. Còn rất là êm ái, mượt mà luôn. Yên liền thể thao thay mới nè. Thì bao tay này là bao tay zin, nhưng mà nó hơi xấu các bạn. Bao tay này để em tặng các bạn cặp bao tay nữa để các bạn sơ cua cho nhìn con xe nó đẹp hơn nha các bạn. Xe thì bị một chút khuyết điểm ngay đây. Nó sẽ bị cắn nhẹ ngay đây nè các bạn. Nhưng mà cái phần này chúng ta đạp ngồi lên không ảnh hưởng gì đến chất lượng vận hành của chiếc xe nha các bạn. Nước sơn zin còn rất là đẹp luôn. Chỗ nào bị trầy em có phẩy lại cho nhìn nó đẹp hơn. Cái cụm phanh đĩa nè các bạn, nhìn rất là cứng cáp và chắc chắn không. Vỏ chen xin nè. Nhìn đẹp cực kỳ luôn. Nhẹ nhàng lắm các bạn. Mọi chi tiết hoạt động rất là tốt luôn. Chống là chống nhôm các bạn thấy không.
nhìn rất là đẹp. Double thì mặc định nó làm cái dáng sườn mà cong cong quẹo quẹo từ đó đến giờ, trục giữa là trục giữa bạc đạn nha các bạn. Xe thì rất là đẹp, chuẩn chỉ hết rồi, vời vận hành luôn. Con xe này em rất là tâm đắc luôn á, tại vì nhìn cái dáng nó đẹp lắm các bạn. Màu nó phối cũng là lạ nữa. Cái này sẽ phù hợp với mấy em mà tuổi trẻ hơn, giống như khoảng tầm cỡ tuổi em hai mấy tuổi á, đi mấy cái này rất đẹp. Nhưng mà cỡ những chú mà tầm 50-60 tuổi á, nếu mà mấy chú còn xì tin thì đi ok. Còn nhiều chú sẽ đánh giá xe này là hơi bị màu mè các bạn hả. Thì bạn nào cảm thấy mà hợp nhãn luôn mắt, miễn mình thích là được các bạn, thì ủng hộ em Khoa con này làm quen nha. Double Danger, thương hiệu của Đức, xuất sang thị trường Nhật nha. Còn đây là mã 2, hai xe này là giống như là một cặp anh em song sinh vậy các bạn đó. Nhưng mà hai con xe này sẽ có hai đời khác nhau, nên là đa phần phụ tùng mà giống nhau hết, nói chung khác chút đỉnh thôi các bạn đó. Thì khung là khung nhôm mà các bạn, màu sơn đen nhám này là tuyệt vời luôn nè các bạn. Em quay kỹ chi tiết cho bạn xem nè. Xe này là đứng 46, ngang là 52. Bạn nào cao từ 1m60 đến 1m72-73 chạy hàng này là vô rồi các bạn. Rất là đẹp luôn. Vỏ là Kenda 700x28 mới cứng luôn. Đó, mình sườn trên xe thì rất là đẹp, tuyệt vời luôn. Dàn ghi đông của tăng nhôm nè. Mây ơi nhôm nè, căm là căm inox nè. Niền là niền nhôm nè, các bạn thấy cái niền còn đẹp không? Nước sơn là nước sơn zin nè. Màu đen nhám mà nói chung là có chày tí xíu là các bạn thấy rõ lắm. Xe này còn nét căng luôn á, không gì để chơi luôn. Đùi đĩa là đùi đĩa nhôm luôn nè. Đó. Gạt dĩa là gạt dĩa Shimano nè. Cũ đời Shimano Tony nè. Điếp 7 tầng thả Shimano nè. Phanh là phanh nhôm nè. Phanh nhôm đế nhôm luôn các bạn ơi. Đây. Yên là yên zin lợp lại nè các bạn. Xe nói chung là tổng quan nhìn rất là hài hòa và liền lạc luôn. Xe này mà các chú hay là các cô nữa, một cặp vợ chồng mua cặp xe này đi là rất là tuyệt vời luôn. Thay vì phải bỏ ra rất là nhiều tiền thì sở hữu cặp này loanh quanh tầm mười mấy triệu rồi các bạn, xài là ok. Sợ chưa tới mười mấy nữa, tầm 10 triệu hơn à là sở hữu rồi. Thì giờ em đang bán lẻ một con là 5 triệu 500 ngàn nha các bạn. Bạn nào mà mua một cặp á có giá tốt luôn nha, một cặp thì có giá tốt luôn nha các bạn. Thì bạn nào quan tâm thì liên lạc em Khoa để chốt đơn nha. Hai xe thì rất là đẹp. Thì em sẽ báo giá tổng quát là ngày hôm nay nha các bạn, 5 triệu 500 ngàn, 5 triệu 500 ngàn. Con này thôi cập nhật lại các bạn, để giá là 5 triệu, thôi 5 triệu rưỡi luôn đi, đồng giá cho bạn dễ mua luôn. Con này là 5 triệu 2, con này là 4 triệu 8. Thì hôm nay em có 5 xe, bạn nào quan tâm mẫu nào thì liên hệ em Khoa chốt đơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Xin chào.